Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho. Thì trên con đường đan 4m này á, có hai căn nhà đang bán, thì để em quay cho anh chị mình xem nha. Trước tiên thì em sẽ nói về con đường. Con đường này là con đường đan 4m nè anh chị. Nhà của mình thì nằm ở trong đây. Thì hẻm này là hẻm cùng rồi nha anh chị. Còn cái hướng ở ngoài đây á, là mình đi ra ngoài huyện lộ 95, đi ra ngoài đường Nguyễn Công Bình. Từ đây mà mình cách huyện lộ 95 thì tầm khoảng 200m. Còn mình cách đường Nguyễn Công Bình là tầm khoảng 250-300m nha anh chị. Đấy, thì là đường này. Nên bây giờ em sẽ đi vô hai căn nhà cho anh chị mình xem nha. Căn nhà mà thứ nhất á, là em sẽ giới thiệu là căn nhà ngói đỏ đỏ này nè anh chị. Đấy, căn nhà này có diện tích bề ngang là 4m, bề dài là 20m. 100% thổ cư luôn, chủ kêu giá là 1 tỷ 1, không thương lượng. Không có chìa khóa, không có chủ ở đây nè, không có vô trong được. Em quay sơ ở ngoài cho anh chị mình xem thôi nha. Ngang 4m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ bên đây. Mình chạy dài qua bên đây nè anh chị. Đấy là 4m. Bề dài vô là 20m. Chủ kêu giá là 1 tỷ 1, không thương lượng, full thổ cư luôn nha anh chị. Đấy, còn một căn nữa thì nằm ở trong đây nè, để em quay cho anh chị mình xem nha. Căn nhà thứ hai mà em giới thiệu cho anh chị là căn nhà này nè. Căn nhà của mình á, có diện tích bề ngang là 8m, là mình sẽ tính từ ngay chỗ vị trí này. Mình sẽ chạy dài qua tới cái mí tường bên đây là 8m. Ê cho em mượn cái họ cái sổ nữa đi. Đây là căn nhà hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. 4m. Bên đây là sẽ bề dài bên đây á bên đây là 5m, còn ở bên đây là khoảng bề dài bên đây là khoảng 13m mấy. Đấy, nhà của mình nè, ở ngoài đây thì dán gạch lên tới nóc rồi nè anh chị. Đấy, nhưng mà chưa có la phong, có cửa sổ rồi rồi lót gạch đồ sạch sẽ rồi. Đấy, trong nhà của mình nè. Đấy, nhà của mình thì dán gạch cao tới đây thôi, có đóng la phong luôn. Đấy, đây là phòng khách nè. Đấy. Bên đây là nhà bếp của mình nè anh chị. Đấy. Nhà bếp của mình, sàn nước. Trong đây thì có một cái toilet. Đấy, trong đây có một cái toilet. Nhà của mình thì có 24,4m² thổ cư nha anh chị. Đây, đây là khu vực nhà bếp. Thì dài một bên là khoảng 5m mấy á, còn một bên là khoảng 13m mấy anh chị. Để lát nữa em sẽ chèn cái sổ vô cho anh chị mình xem nha. Còn bên đây là phòng ngủ, nhưng mà có người rồi nên em không có quay kỹ nha anh chị. Đó, phòng ngủ thì cũng có dán gạch luôn rồi. Ở đây là phòng ngủ thứ hai. Trong phòng, hình như trong phòng ngủ có toilet luôn rồi. Có người cho nên là em không có vô trong quay kỹ, em quay sơ sơ ở ngoài thôi nha. Trong phòng thì cũng có đóng la phong, có dán gạch luôn rồi nè. Đây, em cho anh chị mình xem cuốn sổ nè. Cuốn sổ nó là gì nè anh chị. Nó đường đan phía trước á, là đường đan 4m. Ở phía sau là có con kênh công cộng. Thì cái nhà của mình á là lên thổ cư được cái phần này nè. Đấy, còn ở phía dưới đây là mình thuộc hành lang bảo vệ kênh rồi nè anh chị. Đấy, cho nên cái nhà mình nó nằm xéo xéo á. Đấy, là có sổ luôn nè. Rồi, để em đi lên cái mở định vị cho anh chị mình xem nha. Đấy, nhà của mình thì có một phòng khách, hai phòng ngủ, có một nhà bếp luôn. Đấy. Em sẽ mở định vị nha.
của mình là hướng Bắc nha. Cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng nè anh chị. Đấy, ở đây thì mình nè, ở gần huyện lộ 95 nè. Đấy. Đó, mình gần gần bệnh viện nè, bệnh viện quân y nè, gần gần siêu thị. Gần siêu thị này. Nè, gần bệnh viện quân y nè, gần siêu thị Vô Mỹ Tho nè. Đấy. Xung quanh đây thì chợ trường học cũng rất là đông luôn. Ở đây đi chợ, ở đây mình cách chợ Trung An là tầm khoảng 700m thôi anh chị. Đây, ở đây mình đi chợ là mình sẽ đi chợ Trung An nè, mình cách chợ Trung An khoảng 700m thôi. Đấy. À, để em xem từ đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 63 cây số, đi xe là khoảng 1 tiếng 15 phút. Đấy. Em xin nhắc lại diện tích của căn nhà mình nha. Diện tích của căn nhà mình nó là ngang, là ngang bề ngang 8m, bề dài vô một bên là khoảng 5m mấy, còn một bên nó là khoảng 13m mấy anh chị. À, nhà của mình nó thì nó có một phần đó là thuộc hành lang bảo vệ kênh. À, mình có 24,4m thổ cư luôn. Ở đây thì mình cách trường huyện lộ 95 là tầm khoảng 200m thôi. Rồi thì anh chị nào mà thích căn nhà này thì anh chị liên hệ cho bên chị Huyền Trang, rồi em sẽ dẫn anh chị đi xem nhà. Đấy, và căn nhà ngói đỏ đỏ ở bên đây nữa. Đấy, căn nhà bên đây là diện tích là ngang 4m, dài 20, chủ cho giá là 1 tỷ 1, không thương lượng nha. Rồi, nếu mà anh chị có thích video này thì anh chị bấm like cho em một like, anh chị đăng ký kênh của em. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Rồi, bye bye anh chị.